chào tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Nguyên Hoàng. Hiện tại năm nay mình 23 tuổi, sinh viên của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Nhưng mà mình đã bỏ hết cái công việc và cái việc học ở đây nên mình đăng ký cho việc phỏng vấn đi học ở Mỹ. Thì ngày hôm qua mình mới có kết quả là mình mới vừa nộp đầu được. Và cái trường mình chọn là trường Cao đẳng Cộng đồng Houston bên đó, ở tiểu bang Texas, và ngành kỹ sư cơ khí ô tô. Thật sự ra thì đây không phải lần đầu mà tiên mà mình phỏng vấn. Mình cũng muốn chia sẻ với bạn, đây là lần thứ 5 rồi. 5 lần mình phỏng vấn thì 4 lần trước đó là mình bị out. Nhưng riêng lần này đậu thì cái kinh nghiệm của mình cho mình thấy là để mà đậu được hiểu nhất là các bạn phải tự tin. Tức là hồ sơ của các bạn như thế nào thì bạn cứ tự tin mà giải thích và trình bày với lại lãnh sự quán. Khi nói chuyện với họ thì các bạn phải nhẹ nhàng, to rõ, muốn chia sẻ cho những bạn sau này muốn đi du học là các bạn đừng có nản. Mình đã 5 lần nữa, 1 năm trời, nên các bạn chỉ 1 lần, 2 lần chẳng là vấn đề gì hết. Hồ sơ của mình là làm ở chứ chị Thúy, các bạn không tin có xuống chị Thúy họ đục ra cái I-20 với lại cái số lượng phỏng vấn của mình. Có hết 5 lần. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở bên Mỹ. Xin chào, tạm biệt các bạn.